Trong kinh nói rằng bố thí sẽ được giàu sang. Nếu vậy thì tại sao những ai đã được giàu sang đời này họ cứ muốn tiếp tục tìm mọi cách làm sao cho họ được nhiều tiền hơn nữa? Họ lại không tiếp tục bố thí. Tệ hơn nữa là họ cứ than là nghèo. Thiện người ta ở Quảng Ninh có gì lo, thắc mắc gì? Ta ở Quảng Ninh người ta lo than nhiều. Ai hỏi tới lúc nào cũng than là không có tiền, và có nhiều lý do khác nữa. Vậy thì sau khi họ bố thí, tâm họ như thế nào mà phải bị tình cảnh như vậy? Và sau cùng xin thầy chỉ dẫn phải bố thí với cái tâm như thế nào, dù giàu sang vẫn nhớ tiếp tục bố thí, và quan trọng nhất là biết đủ và hạnh phúc với những gì mình đang có. Thưa đại chúng, ở trong kinh á có nói như thế này: nếu ai bố thí cho thì cũng có cái phước, nhưng mà cho xong thì tiếc. Cho nên đời này cũng được cái phước có của nhưng không dám xài. Thí dụ như mà quý vị có thấy những người vậy không? Có của không dám xài. Bố thí là rõ ràng có phước mà, nhưng mà có của không dám xài. Tại trời ơi, tôi biết vậy nãy cho 5 đồng thôi, cho tới 10 đồng. Lúc, tại vì lúc cho là đã có người đứng kế bên móc 5 đồng kỳ quá, cho 5, cho 10 đồng rồi. Nhưng mà sau đó thì tiếp. Cái này cũng một cái nghiệp, tất cả không ngoài nghiệp, thấy không? Có những người mắc một cái nghiệp là nghiệp than. Nó kêu là bệnh SARS, bệnh than, nghiệp thôi. Thì có những người rồi ngược lại, có những người nghèo rớt mồng tơi mà thích nổ. Nghiệp thôi. Thành thì không có gì, không có tội lỗi gì hết đó, nhưng mỗi người cái nghiệp à. Thấy không? Thành thử ra bây giờ mình muốn giải cái nghiệp đó thì tự mình ý thức. Tự mình ý thức thôi. Và bây giờ cái vấn đề là, thí dụ bây giờ mình là người có tiền, mình phải quán chiếu. Mình đời này mình có phước, mình có tiền của, mình phải biết nhìn thương những người túng thiếu hơn mình để mình bố thí. Nhưng bây giờ nếu có những người người ta có của mà không túng bố thí, mình làm gì được người ta? Rồi có những người nghèo mà thích làm sang, mình cũng làm được gì người ta? Cái này mỗi người có một cái nghiệp riêng của họ. Còn bây giờ nếu ai đủ thiện căn, nghe được lời khuyên, thấy được phước đức của mình, nhân duyên đầy đủ thì phát triển cái đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như có nhiều khi mình thương người ta quá, mình đem cuộn băng tới mình nói: băng này, băng giảng này hay lắm, anh nghe đi. Dị tình lấy vậy thôi chứ về đâu có nghe. Có, cũng có trường hợp như vậy. Cho mỗi người một cái nghiệp. Có những người cái nghiệp về vấn đề vật chất, có người nghiệp về vấn đề tu hành. Có những người con tu mà cha mẹ cứ la mắng tối ngày, rồi hễ mà con hư thì xách chùa vô, xách đem vô chùa gửi nhờ thầy giúp giùm, mà cái lúc mà nó chịu đi chùa mình không chịu cho nó đi. Thành thử ra cái này không có nói được. Bây giờ nếu mình bố thí á, bằng ba thứ tâm. Thứ nhất, mình đừng thấy mình là người cho. Thứ hai, mình đừng thấy người kia là người nhận ơn mình. Thứ ba, mình đừng có thấy cái của mình cho là tốt. Người nhận, người cho, vật để cho, ba cái đó thấy bình thường. Cái đó gọi là tam luân không tịch. Tam luân tức là ba cái vòng tròn đủ: người cho, người nhận và của cho. Nếu mình bố thí được bằng cái tâm đó thì gọi là bố thí ba la mật, bố thí rốt ráo viên mãn. Bây giờ ba la mật gì nè? Thí dụ bây giờ mình bố thí thì người ta mới cúng dường, người ta mới nói: thưa anh tên chi để tôi lên bảng. Mà bữa nào lên mà dò cái: thôi tôi không cần đâu, khỏi. Mà không khác tới dò. Mà dò mà thấy thiếu là buồn nha. Trời ơi, tôi không biết làm gì với cái tiền của tôi mà không thấy tên. Lúc đầu mình đã khỏi rồi mà lỡ người ta có sót thì thôi, đã cho rồi được rồi.
Nhưng mà mình thường thường nó ngược, nó hơi chút chút vậy đó, nó mâu thuẫn chút chút vậy đó. Còn mình sống á, thế nào gọi là giàu? Biết đủ gọi giàu, mà lúc nào cũng thấy thiếu là kêu nghèo. Mà chính họ, tại sao họ than? Vì họ thấy thiếu họ mới than. Pháp Hòa ví dụ như hồi xưa mình mới ở trại tị nạn, mình qua đây đó, mình có đủ như bây giờ không? Không. Mà mình nói sao? Trời ơi, giấy trời giấy Phật cho con làm đủ ăn đủ sống, nuôi con. Mà tới hồi dư thêm chút là muốn nữa. Cái người biết đủ thì sẽ giàu. Người không biết đủ cho nên không có thấy họ nghèo, mà thấy nghèo thì than. Than là cái chuyện bình, cái bệnh của người không thấy đủ. Vậy thôi. Bây giờ cái người mà ta thiệt sự người ta bệnh mà kêu ta đừng than là làm sao? Ta rên hì hì vậy, hỏi sao vậy? Bệnh. Bệnh ta mới rên chứ. Có ai khỏe mạnh mà rên? Ờ tôi khỏe quá, tôi khỏe quá. Tôi bệnh. Tình cờ một hôm con và đứa cháu gái đang lái xe nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên đứa cháu biết là trên con đường đang đi sẽ đi ngang qua nghĩa địa. Đứa cháu cứ kêu lên, hai dì cháu phải nín thở cho đến khi nào qua được, qua nghĩa địa một đoạn dài thì mới thở lại được. Con hỏi tại sao vậy và nghe tin này từ đâu? Đứa cháu không trả lời. Đợi sau khi qua nghĩa địa rồi, đứa cháu mới nói những vong linh ở trong nghĩa địa này họ cần hơi thở, và họ có thể cướp lấy hơi thở của mình, và nếu mình không chịu nín thở. Con nói đứa cháu đừng có tin tầm bậy, ngược lại mình phải nên niệm Phật cầu nguyện hồi hướng cho họ được siêu thoát. Nhưng đứa cháu không chịu tin. Thưa thầy, con phải giải thích làm sao cho đứa cháu hiểu và đừng làm như vậy nữa. Dễ thôi. Mình nói với nó, nếu con thở đều đặn bình thường, con sẽ là người bình thường. Còn nếu mà con sợ họ cướp lấy hơi thở của con mà con nín thở thì con sẽ gia nhập hộ khẩu của họ. Bị nín thở chết ngắt. Mà chết ngắt thì theo họ chứ gì nữa mà sợ. Mắc cái gì sợ hơi thở. Vậy được chưa? Quá rõ ràng. Sợ bị vong linh cướp lấy hơi thở, nín thở. Mà nín thở là chết. Mà chết thì theo họ. Được không? Rồi, vị nào trả lời vậy? Con ơi, con cứ thở bình thường đi con, thì con sẽ sống hoài với gì, hay là sống được vài chục năm với gì. Mà một ngày mà con đi làm, con nín thở 10 phút, con đi làm về con nín thở 10 phút, thấy không? Mà cứ ngày một tuần lễ con đến 7 ngày như vậy là thế nào con cũng chết, mà chết ngắt. Mình nín thở là mình chết, mà chết là theo họ rồi. Sợ gì họ cướp hơi thở của mình. Kính thưa thầy, con biết gia đình có hai người con rất là hiếu thảo lúc ba mẹ còn sống, nhưng đến khi ba mẹ nhắm mắt ra đi thì coi như là xong bổn phận, vì họ cho rằng chết là hết. Nhiều người khuyên gia đình nên ăn chay phóng sanh, con cháu phải đi lễ đầy đủ trong vòng 7 thất, và nhất là cúng dường trai tăng, họ đều không nghe và không chịu làm. Họ trả lời rằng lúc ba mẹ còn sống họ đã lo cho ba mẹ đầy đủ, lúc ba mẹ chết rồi, đi rồi, làm mấy thứ này để làm chi, không cần thiết. Hơn nữa họ cũng không kêu gia đình và con cháu đi đầy đủ trong vòng 7 thất để làm lễ trong chùa. Thậm chí sau khi vừa chôn cất là di ảnh của ba mẹ thỉnh vào chùa, mấy đứa con và cháu không chịu đeo tang nữa và để lại trong chùa luôn. Vậy thì chùa dư giải. Coi như là xong bổn phận, không còn gì lo nữa. Đứa con hoặc đứa cháu nào đi giữ 7 thất thì không sao, vì không cần thiết phải có mặt đầy đủ. Thưa thầy, làm như vậy có thật sự hiếu thảo với ba mẹ không, hay là chỉ cần có hiếu với ba mẹ khi ba mẹ còn sống là đủ? Cái này thưa đại chúng, người ta quan niệm theo đời, cha mẹ còn sống thì lo đầy đủ, cha mẹ chết rồi là coi như xong. Đó là người ta quan niệm theo thường nhật của thế gian.
Nhưng mà thật sự ra ta quan niệm vậy cũng đỡ lắm rồi, còn hơn là hất hủi không thương. Thôi thì bây giờ á, có gì hưởng nấy. Bây giờ cái quan trọng là lúc còn sống vị này đã lo được rồi. Còn mình ở trong đạo Phật, mình đạo Phật, mình tin vậy, cho nên mình nghĩ ai cũng phải làm vậy. Thí dụ họ không phải đạo Phật, họ không làm rồi mình nói họ bất hiếu sao? Quý vị hiểu ý không? Thí dụ bây giờ đạo Chúa người ta không làm, không lẽ nói đạo Chúa trật? Thành thử ra cái đó là quan niệm của mình thôi. Phóng vào ví dụ, thí dụ bây giờ có một người nào đó, ta tới chùa, ta chắp tay, ta xá Phật ba xá, mình nói ông có biết ông tội chết không, quỳ trước Phật không chịu lại. Người ta không quen, ta thôi xá cũng được rồi. Nhưng mà ở trong cái nghĩa tương đối, cái người con đó đã lo cho cha mẹ vui vẻ đầy đủ trong lúc sống thôi là mừng rồi. Ông bà mình hay nói cái câu theo nhân gian Việt Nam đó, không sống mà không cho ăn mà tới lúc chết mà làm văn tế ruồi. Thì thôi bây giờ đây cũng là một quan điểm, mình đừng có buồn khổ chi cái chuyện này. Và mình đừng có nghĩ rằng á, người này phải cúng đủ bảy thất. Mà có nhiều người cúng đủ bảy thất mà cái nghiệp lực của cái người mất nặng quá cũng chưa siêu đâu. Đâu có phải cúng bảy thất mới kêu siêu, đâu phải là bố thí cúng dường trai tăng người đó mới siêu. Nhiều khi họ siêu ở do tùy cái nghiệp phước của họ. Cho nên mình cũng đừng có chấp nhất cái chuyện này. Thôi thì bây giờ người con đó họ hiếu thảo theo cái nghĩa của thế gian cũng được rồi. Còn bây giờ mình nhìn theo Phật, mình là đạo Phật mình mới nói vậy. Chứ còn bây giờ không lẽ chỉ có đạo Phật mới có vụ cúng bảy thất thôi, còn các đạo khác ta đâu có cúng vậy đâu. Không lẽ mình nói ta sai hết sao? Cho nên thôi nhẹ nhàng chuyện này. Nhiều khi mình cứ bức rứt vậy hoài đó, ai siêu không biết là biết mình chưa siêu rồi đó. Thưa Thầy, xin Thầy giải cho con biết, con đeo dây chuyền mặt Phật, nếu con vào nhà vệ sinh có được không? Hay có tội, xin Thầy giải thích cho con. Cái này có một lần có một người hỏi cái bà bác kia, bà nói thì con bỏ miệng. Lấy Phật bỏ miệng ngậm. Trời Phật ơi, sợ hôi kia mà bỏ đây làm như thơm vậy. Rồi quý vị thấy cái cách hiểu không? Cho nên Phật tử mình mà không học Phật riết cho mình hiểu tùm lum tà la hết trơn vậy đó, phải không? Hỏi đi tụng kinh đám tang, đi tụng kinh đám tang không dám về nhà, phải đi ra công viên ngồi, mở cửa ra kêu vong linh bước xuống. Tại vì mới đi tụng rồi cái vong nó đi theo vô xe ngồi, cho nên mình về nhà lại vong vô nhà. Rồi Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mở xuống mà kêu nó không xuống thì, mà nếu nó xuống mình có biết không? Mà nếu nó không chịu xuống mình có hay không? À, tự nhiên quẹo vô một cái kêu hết rồi đó. Cho nên mấy cái đó hiểu như vậy không được. Cái vấn đề mình đeo dây chuyền Phật cũng vậy. Nếu mà nói tịnh, chỗ nào cũng tịnh hết. Nếu mà nói uế, chỗ nào cũng uế. Thậm chí ngồi ngay đây tịnh hay uế? Trời ơi, người nào cũng mỗi người một hơi thở mà đóng hết vô coi chịu nổi không? Nếu mà tịnh, đây cũng tịnh mà trong kia nó cũng tịnh. Trong toilet nó tịnh hơn ngoài bãi phân. Nó tịnh hơn bãi rác. Cho nên đừng có quan niệm như vậy. Đúng không? Bây giờ mình đeo dây chuyền thì mình cứ đeo, còn mình sợ thì thôi khỏi đeo. Chứ không nhất thiết chi mà mỗi lần đi cái lột ra. Lột ra cái rồi quên lột cất vô cái mất. Nó trời ơi tôi đeo ông Phật này xui quá. Đeo Phật cho hên mà rốt cuộc cứ tháo vô tháo ra cái mà mất. Nói tôi đeo Phật mà Phật không phù hộ, tôi mất Phật rồi. Đó, mình đừng quan niệm vậy. Rồi có nhiều người còn bày hay nữa chứ. Con sợ hôi á, con bỏ miệng. Không biết lúc đó nghe xin găm thì Phật còn đỡ chịu một chút nha. Mà lỡ không chịu mai xin găm mà không nhai xin găm mà ngủ mới dậy rồi ba chớp ba nhán đang vô trong toilet cái nhớ trực, đang ngồi vậy nhớ trực bỏ nghiệp. Tội nghiệp Phật.
Thưa Thầy, cho con xin hỏi sắc tức thị không, không tức thị sắc nghĩa là gì? Nghĩa là vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói sắc tức thị không. Bây giờ quý vị nhìn cái thân mình. Thân này là sắc chứ gì? Sắc tức là cái form. Sắc này là sắc thân. Cái gì có hình tướng, cái form thì cái đó gọi là sắc. Nhưng mà cái hình tướng này, thí dụ bây giờ nó là thân, nhưng mà thật sự ra chỉ từng bộ phận, không có cái nào gọi thân hết. Chỉ này kêu con mắt, chỉ này gọi tóc, chỉ gọi chân mày, không có cái nào gọi là thân. Những cái không phải là thân đủ duyên nó gom lại thì tạm gọi là cái thân. Nhưng mà chia chẻ nó ra thì cái thân này làm bằng những cái không phải là thân. Có hiểu được cái chỗ này không? Nói ha. Bây giờ quý vị gọi cái này là gì? Cây quạt. Rồi. Bây giờ chỉ cái miếng này quý vị gọi là vải. Chỉ đây quý vị gọi là tre. Thì bây giờ vải không phải là quạt, cây tre không phải là quạt, nhưng mà nhờ có tre, nhờ có vải gom lại mà có tướng về, chúng ta gọi là cây quạt. Như vậy thì cái tướng của cây quạt này được làm bằng những cái không phải là quạt, cái đó gọi là sắc. Tức là từ những cái không phải là quạt nhưng mà nó đủ duyên, nó có mặt, chúng ta gọi là cây quạt. Vậy thì cái tướng có này nó có không? Có, nhưng mà nó không thật có. Nó chỉ là duyên hợp. Mà đã là duyên hợp thì tạm có. Một khi mà nó đủ duyên thì nó rã. Giống như hôm nay đủ duyên thì mình gặp, một lát cũng đủ duyên mình về. Hết giờ tôi mệt rồi, tôi đói bụng rồi, có cái duyên gì đó để mọi người ra về. Vậy thì tất cả cái có mặt là sắc. Nhưng mà cái sắc này chúng ta gọi là cái tướng. Mà cái tướng này á, nó chỉ tạm có chứ không có gì thật có. Vậy thì sắc tức là không. Bây giờ không tức là sắc. Quý vị nhìn đây quý vị kêu hư không đúng không? Nhưng mà trong không này nó có không? Có gì? Có đủ thứ. Nếu ánh nắng mặt trời rọi vô thấy có bụi, đem cái radio ghim vô có đài, đâu có thấy sợi dây nào đâu, mà vậy mà nó lại có đài. Cho nên trong cái không, nó không phải là không có gì hết. Trong cái không này nó có, nhưng mà tại nó vi tế mà mình không thấy thôi. Thí dụ bây giờ cái bàn do gỗ đinh mọi thứ hợp lại gọi là cái bàn, nhưng mình tháo ra từng phần không có cái gì gọi cái bàn. Vậy thì cái bàn này là do những thứ không phải là cái bàn, do mỗi thứ là một nhân, nó duyên lại với nhau để nó có quả. Cho nên nói cho đủ là nhân duyên quả. Còn mình nói nhân quả là mình nói tắt. Cái nhân nó phải có cái duyên để nó phát triển thành quả. Ví dụ một cái hạt là nhân, để xuống đất, đất là một nhân, rồi nhờ nắng, nhờ nước nó duyên đủ để nó tạo thành ra cái quả là mọc cây, có hoa, có trái. Cho nên sắc tức là không. Cái sắc này, cái chữ không đây không có nghĩa là không có gì hết, mà có nghĩa là không thật có. It's not doesn't mean nothing. It only mean temporary, tạm có. Not real chứ không phải là nothing. Phải hiểu cái chữ không như vậy. Ví dụ như bây giờ người ta mắng mình nghe có tiếng không? Có. Nhưng mà cái tiếng này nó không thật, là bởi vì tại lỗ tai mình còn thính, cho nên mình nghe, và mình còn có cái nhận thức cái này là tiếng chửi, cho nên mình buồn. Mà có những người, thí dụ bây giờ mình gặp một người Mỹ, mình mắng một câu tiếng Việt, họ nghe không? Nghe. Nhưng mà họ có biết cái đó là tiếng chửi không? Không, cho nên họ tỉnh queo.
Quý vị hiểu ý không? Thành thử là tại mình có cái căn, mình có người có cái tiếng, rồi cộng thêm cái nhận thức này chửi này khen, cho nên mình vui buồn theo nó. Như vậy cái vui buồn này là do đâu? Do mình có nghe và nhận ra tiếng này chửi, tiếng kia khen, cho nên vui buồn. Vậy vui buồn có thật có không? Không. Vậy thì lúc mình không hiểu là phiền não, lúc mình hiểu là bồ đề. Vậy thì phiền não với bồ đề nó có xa không? Nó không có, nó là một thôi. Ngày hôm qua mình giận cái người đó, mình ghét, nhưng mà mình bây giờ mình hiểu tại sao người đó vậy, cái mình hết ghét. Vậy thì thưa đại chúng, sắc là cái hình sắc. Cái hình sắc này nó là không, chữ không là không phải là không có gì hết, mà nó chỉ là tạm có, nó không thật có, cho nên gọi là sắc, tức là không. Nhưng mà chính những cái không nó gom lại để nó gọi là sắc. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói sắc tức là không, không tức là sắc, để cho chúng ta vượt thoát những sự chấp trước. Thí dụ như bây giờ quý vị gọi cái này là cái nắp. Tại sao gọi là cái nắp? Bởi vì mình quy định có cái núm trên này và có tròn tròn đậy lên cái ly như vậy, gọi là cái nắp. Ai gọi tên khác mình gây lộn. Cho nên nhưng mà nếu như mà mình, cái người mà người ta hiểu đó, anh muốn gọi nó tên gì cũng được, tại vì nó chỉ là một cái tên thôi. Thí dụ như tiếng Mỹ đâu kêu nắp, tiếng Tàu cũng kêu nắp. Thì như vậy nó có, nếu mà nó thật thì nó chỉ một tên thôi. Chính thì nó không thật, cho nên tùy theo mọi nước mọi ngôn ngữ mà gọi. Cho nên đừng có buồn gì hết. Tất cả những cái hình tướng mình thấy nó chỉ là tạm có thôi. Nó có chứ sao không được. Cái mà có này gọi là màu nhiệm, gọi là diệu hữu. Nhưng mà thực chất của nó là không, nó không có thiệt. Cái chữ không này là không thật, không thiệt, tạm có, do duyên sinh. Bây giờ quý vị gọi lại là bình hoa đúng không? Mà hãy nhứt một cái là cánh cành hoa, mà hãy bẻ một cái kêu đóa hoa. Thật ngộ không? À, nguyên chùm là kêu cành hoa, mà bẻ một cái kêu đóa hoa, mà cầm vô đây kêu bình hoa. Đấy, tạm đó, đấy. Rồi cái gì là kêu hoa, mà hãy đưa vô trong này kêu là bình hoa. Rồi bây giờ cái bình hoa này nè, chỉ vô đây kêu lá, chỉ vô đây kêu nụ, chỉ vô đây kêu, không có cái nào tên là bình hoa hết. Rồi do những cái không phải là bình hoa gom hết vô đây để gọi là bình hoa. Vậy thì cái sắc này thật là sắc không? Không, tạm có. Tạm có để gọi bình hoa. Hiểu được như vậy tâm mình bình an lắm. Là mình còn gây gỗ với người này, mắc mỏ với người kia, mà một khi mình hiểu được đời là vô thường, sớm còn tối mất, sống nay chết mai vậy đã đủ. Hiểu cái đạo lý vô thường, cái tự nhiên mình nhịn người kia một chút, cái tự nhiên mình thấy người kia cũng happy mà mình cũng vui vẻ. Chỉ cần một lần mình nhịn là mình thấy liền cái quả là quả an lành. Chỉ cần một lần mình hạ cơn nóng là mình thấy liền cái quả là quả không có bật lửa. Cho nên mình đi chùa công quả, thể bỏ công là có quả. Và cái công của mình là gì? Cái công phu tu tập để nhận ra kết quả. Tại vì mình vô trong đó không phải là mình sắt, mình gọt, mình nấu. Cái đó là sự công quả. Còn cái lý công quả là gì? Hình thức là mình làm công quả, nhưng mà mình làm đó để mình nhận ra người này nói này, người kia nói kia, mà mình nhịn được, mình vui vẻ được, mình overcome được, tức là mình vượt qua được, thì liền có cái quả. Quả của mình là gì? Quả an lạc. Như vậy thì chúng ta đi chùa làm công quả là một hình thức trồng sen. Hễ mà mình nhịn được thì hoa quả nở cùng lúc. Thì bỏ công ra thì có quả thôi, cái chữ công quả. Mà cái công này không phải là bỏ cái công sức, mà bỏ cái công phu tu tập, cho nên kêu là công quả. Còn nếu như mà mình đi chùa mình chỉ nghĩ là ô tôi bây giờ tôi buồn, tôi không tới nữa, tôi không làm nữa, không có tôi là không ai làm công. Dạ thưa, cái đó chỉ nếu làm bằng công sức cũng có, nhưng mà làm thời gian là công lưng,
Còn nếu mình làm mà mình thấy cái chữ công này không phải là công sức nữa, mà nó là một công phu tu tập, thì tự nhiên thấy liền cái quả. Và cái điểm chính của Kinh Pháp Hoa là nói cái gì? Là muốn xác định với tất cả mọi người của chúng ta, ai cũng có khả năng làm Phật. Để nói lên cái điều đó, ai để nói lên điều đó? Ở trong Kinh Pháp Hoa có một phẩm nói về một vị Bồ Tát. Ông đi đâu ông cũng khen người khác hết. Ông mới xác định với người khác rằng: tôi không dám khinh anh, vì anh là Phật Sẽ Thầm. Ông Bồ Tát đó không biết tên, thường bất khinh không phải tên, nhưng mà tại cái hành động của ông như vậy cho nên người khác cho ông là ngu si, là vô trí. Ông là ai mà đi thọ ký chúng tôi? Cho nên gọi ông là ông thường bất khinh. Thường là thường làm, bất là không, khinh là khinh rẻ. Cái ông này ông thường không khinh rẻ ai. Rồi người ta chửi ông, mắng ông, lấy đá lấy cây liện ông, ông chạy đằng xa, ông cũng chấp tay xá với tới: tôi không dám khinh ông, tôi không dám khinh chị, vì quý vị là Phật Sẽ Thầm. Như vậy thì Bồ Tát thường bất khinh đó là một sứ giả của Phật. Sứ giả của Như Lai làm một việc cho Như Lai. Ông không có tụng kinh, ông không có lạy Phật, ông không có làm gì hết đó. Ông chỉ làm việc thôi, là đi tới đâu ông cũng chấp tay, ông chào người khác. Mà bây giờ mình là một Phật tử, mình tụng Pháp Hoa, có không? Có nhiều khi người ta nè, tụng Pháp Hoa, giảng Pháp Hoa, truyền bá Pháp Hoa, thờ Kinh Pháp Hoa, làm đủ tất cả mọi việc liên hệ tới Kinh Pháp Hoa. Và cái người đó cần phải làm gì? Thân phải thường cung kính, gọi là thân thường cung cẩn. Mà mình cung cẩn của cái người hành giả Pháp Hoa là làm gì? Là chắp tay biết kính chào người khác, biết trân trọng người khác. Thường thường á, cái việc làm của mình á, là khinh thường nhiều hơn là coi trọng. Mà nhiều khi mình thấy cái tướng của người ta thôi là mình đã khinh rồi, chứ chưa cần phải biết sâu sắc về người đó. Nhiều khi thấy cái tướng người đó có bộ rách rưới quá, tưởng người nghèo, nhưng mà tới hồi biết được là người này giàu nhất vách, nhất dách. Cho nên thường á, đa số mình lấy con mắt gì của mình, nhục nhãn của mình để nhìn người. Ai ăn mặc sang trọng thì mình cho là quý phái. Vậy cho nên người ta, cái mấy cái người muốn lường gạt người ta đó cũng biết tâm lý như vậy, cho nên ăn mặc thiệt là sang để tới ký hợp đồng với mình. Mình ký xong cái hợp đồng rồi biết ra người đó không có phải, thí dụ vậy đó. Cho nên thường bất khinh là thường không khinh ai. Mà ông làm cái gì? Ông làm một việc là thân thường cung cẩn. Giờ Phật tử mình đi chùa mình cung cẩn cách nào? Qua các oai nghi của mình. Ví dụ nha, mình mặc cái áo tràng xong, nhớ xếp cho ngay, đừng có giò một cục để một giỏ. Bởi vì cái áo này nè giúp cho mình mặc lên tụng kinh. Mà tại sao lúc tụng kinh biết xài dùng nó, mà tới hồi xong rồi không biết kính? Vì vậy là chúng ta thân thiếu cung cẩn. Cái dùi chuông á, khi mà chúng ta, cái dùi chuông khi mà chúng ta cầm cái dùi lên, là trước khi chúng ta thỉnh chuông là chúng ta phải chắp tay xá chuông, rồi sau đó nâng cái dùi lên và nhớ là phải để ý cái dùi. Cầm cái dùi lên mà mình thấy người ta may cái đường chỉ để ta nịch cái chuông lại đó, nhớ đừng có thỉnh cái đường chỉ đó vô cái miệng chuông, tại làm như vậy nó sẽ đứt chỉ. Mình phải thỉnh đưa cái đường chỉ may vô người mình, cái đường vải bao đi vào trong chuông. Nhiêu đó thôi.
cầm cái dùi chuông lên thỉnh là người ta thấy rõ cái oai nghi của Phật tử, của hành giả pháp hóa, gọi là thân thường cung kính. Cắm cây nhang cho ngay, cầm ba cây nhang so ba cây nhang cho bằng, sau đó thắp nhang lên rồi lấy tay quạt nhang chứ không lấy miệng thổi. Bởi vì xin lỗi đại chúng là trong luật dạy, cái hơi miệng của mình muốn cúng Phật bằng cái hương, là hương là thơm, mà hãy cúng hương thì cúng trọn, cho nên không thổi, bởi thổi hơi miệng mình vô nhang. Cho nên lấy cái tay quạt cái nhang, quạt xong rồi cầm cái nhang cao lên, cắm cái hương cho ngay, rồi muốn ra bằng tổ cắm thì không hạ cái hương xuống đi kiểu này, mà lúc nào phải cầm cái hương thẳng lên trên đầu mình rồi đi vô phía sau. Rồi khi vô phía sau rồi mà dù cho sư cô trụ trì có bước ra mà gặp cô á, cũng chỉ lấy cái đầu cuối chứ không phải cầm ba cái hương xá cô luôn. Cũng giống như mình đi chùa sợ mất dép vậy đó. Đi tới chùa sợ mất dép cái là lột đôi dép ra cái kiếm chỗ cất. Đang lây hoay kiếm chỗ cất cái gặp ông thầy đi ra cầm nguyên đôi giày xá này. Người đang sắc gọt cà rốt khoai môn gì đó, thấy thầy đi tới cầm nguyên cái dao xá. Cho nên mình tụng kinh Pháp Hoa thì có, nhưng mà hành Pháp Hoa thì chưa. Vậy thì chúng ta tụng Pháp Hoa, trì Pháp Hoa, trì là giữ. Không phải đi đâu ôm cuốn kinh Pháp Hoa kêu trì kinh nha. Quý vị có nhớ ở trong kinh có bốn chữ: tín, thọ, phụng, hành. Nhớ không? Tín, thọ, phụng, hành. Tín là mình tin, phụng là mình cung kính, nhưng mà quan trọng là mình hành. Cho nên hễ kinh nào xong rồi á, Phật nói kinh này xong, chư tăng và các vị trời người A-tu-la hoan hỷ tín, thọ, phụng, hành, vui vẻ vâng làm theo. Vậy thì mình trì là mình giữ. Giữ cái gì? Giữ cái lời dạy trong Pháp Hoa. Cho nên Bồ Tát thường bất khinh này, ông có trì kinh thật, đó là ông mang cái thông điệp đến cho tất cả mọi người là quý vị sẽ làm Phật. Quý vị đừng có khinh thường mình, quý vị sẽ làm Phật. Là thân thường cung kính. Ví dụ như mình gặp cái người nào mình thích đó, thì mình chắp tay mình xá. Mà gặp người nào mình không ưa, mình quay chỗ khác mình đi. Rồi ngay cả khi mình xá với nhau đó, đừng có xá kiểu này, mà phải xá dù một xá nhưng mà xá cung cẩn. Còn xá kiểu này là gì biết không? Trời ơi bà tha cho tôi sợ bà quá. Thường thường mình sợ ai quá đó mình hay làm vậy đó, thôi tao lại mày. Mày cho tao sống chứ. Cho nên mình xá Phật không xá kiểu đó. Không, một xá mà xá cho thành. Cái đó gọi là thân thường cung cẩn. Mặc cái áo tràng đó là không đứng giữa chánh điện mặc, đứng nép qua bên. Mà khi mặc áo tràng là tâm niệm phải cung cẩn, là hôm nay mình được mặc áo tràng lên làm lễ. Vũ cái áo chàng cái phép chế khỏe không? Vừa xỏ tay vô mà vừa lỡ gai dùm cái nút coi, lẹ lẹ đi thầy ổng giảng rồi kìa. Thế thì cứ mỗi người một tiếng mà nó đầy dãy hết trơn các góc chùa. Quý vị có thấy được cái hình ảnh và nói không? Cho nên thân thường cung cẩn, mình phải cung cẩn như thế nào để nó biểu lộ một hành giả Phật tử. Hành là làm, giả là người. Hành giả là người làm, không phải làm công, mà người đang hành đạo. Cho nên mình mới gọi ông Ngộ Không là tôn hành giả. Ông họ mình kêu ông là tôn mà, họ tôn mà. Vì ông ngộ ra cái đạo lý của không, cho nên ông thường hành pháp không. Bây giờ mình cũng là một hành giả, nhưng mà giả của mình là hành là làm, giả là giả bộ. Giả bộ làm cho vui thôi.
không có ai cái mình lại sơ sơ, còn có ai cái mình hít hàng cái lại xuống cho mình tha thiết một chút. Cho nên cái đạo lý của hành Pháp Hoa là thân thường cung cẩn. Cho nên cái phẩm trong kinh đó, các vị mà người ta nghiên cứu Pháp Hoa mà ta giảng giải Pháp Hoa đó, ta chia Pháp Hoa ra bản môn, tích môn, hạnh môn. Cái đó mai mốt quý vị nào học kinh Pháp Hoa rồi đi sâu. Ở đây Pháp Hoa chỉ nói, bởi vì hôm nay nói chuyện tại chùa Pháp Hoa, thì Pháp Hoa nói cái đại ý Pháp Hoa. Mình đi chùa Pháp Hoa thì mình phải học cái gì của Pháp Hoa. Mà hoa này không phải là hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa mồng gà, hoa giảng thọ, mà là hoa sen. Pháp là, pháp là gì? Tức là cái phương pháp, phương pháp để giúp cho mình thành hoa sen vượt bùng. Và muốn vượt bùng, thân thường cung cẩn. Xin lỗi, nhiều khi mình đi chùa mình sơ ý lắm, ăn mặc không có tương tất. Người nữ thì mặc đồ không có kín đáo, người nam thì có quần xà lõm đi chùa. Hỏi sao vậy? Mặc cho nó mát. Vậy mà đi tiệc dù nóng cỡ nào cũng nguyên bộ đồ vest. Bao nhiêu đó thôi, mình thấy mình có cung cẩn Phật chưa? Mình đi chùa mà, tại sao mình đi ăn tiệc, đi đám cưới mình mặc một bộ đồ vest dù nóng cỡ nào mình cũng phải mặc cho tươm tất, ngoài một bộ đồ vest thêm cái cà ra dẹt. Vậy mà mình không ai bắt mình phải mặc áo tràng, nhưng ít nhất một bộ đồ mình đi chùa nó lộ được cái cung cẩn của mình. Thế thôi, Phật không hề bắt tội, nhưng tự tâm mình sẽ thấy mình thiếu cái cung cẩn với Phật. Cho nên nếu mình đi ăn tiệc thì mặc khác, mà đi chùa phải mặc khác. Còn nếu như mình lỡ ngày hôm đó mình mặc nó không được kín đáo thì nhớ kiếm ai có cái áo dài mượn vô. Mà nhìn coi nó cũng kỳ nữa, tự nhiên cái áo tràng vậy cái nhìn xuống dưới sao nó lỏng le dưới này, trống trơn. Cho nên cái thân thường cung cẩn của mình là hành giữ oai nghi. Cho Phật tử mình đi chùa ai cũng có cái áo tràng. Tại sao mà các vị phải chế cái áo tràng? Chữ tràng nghĩa là trường, mà trường là dài. Cái áo dài xuống để che tay dài. Quý vị thấy quý thầy mặc cái áo tràng bảy vạt không? Che luôn cả cái chân, để khi mình bước đi cái miếng vải bên trong nó che cái bước chân của mình lại, nó che cái quần bên trong của mình lại. Ví dụ như vậy. Giờ thân thường cung cẩn mà ngôn thường chí thành. Ngôn thường chí thành là lời nói của mình, làm sao để người ta cảm nhận được cái người này có thấm Phật Pháp. Có nhiều khi mình càng đi chùa càng lâu, ở chùa công quả càng nhiều, thì người ta sợ mình dữ. Tại vì mình nghĩ mình đi chùa nhiều, mình ở đây là ngoài ở lâu, mình ở lâu là bắt đầu mình có gì? Có quyền. Cho nên vô trong này là phải qua quyền của tôi. Tôi muốn vắt kiểu nào là tôi vắt. Cho nên người ta nhìn một người Phật tử lâu năm á, người ta thấy ồ, anh này lâu năm thì có nhưng mà thấm thì không. Cho nên nhiều khi mình ngâm đậu hũ, mình ngâm dưa chua, ngâm lâu ngày xong nó hôi ê chứ nó không chua. Quý vị để ý thử dưa chua coi. Không khéo mà làm đó là nó cho hôi ê, ăn nó lợ lợ chứ nó không ngon. Đây là Pháp Hòa nói, Phật nói cho em không có nói gì hết nha. Em chỉ lặp lại thôi. Thân thường cung cẩn, ngôn thường chí thành.
Mình càng lâu thì mình phải càng biểu lộ cái thấm nhuần của mình. Có nhiều khi mình thấy cái đạo hữu kia người ta đi chùa, người ta mặc không được đàng hoàng, cái mình ngoắc là ê, nó nghe, đi đâu vậy? Anh có biết anh đi chùa không? Đâu có cần thiết. Nhưng mình nói sao mà ta nghe ta dễ chịu. Cho nên xin thưa đại chúng là trung ngôn nghịch nhĩ, lời thật hay mít lòng. Chư tổ hay quở mình, ngã ký trượng phu, bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ư tự khuân như thối khúc. Kẻ kia là trượng phu thì ta đây cũng phải là trượng phu. Bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, đừng tự khinh mình để thối lui. Mà bây giờ mình tu là mình muốn tiến. Cho quý vị thấy tụng kinh không? Tụng đại bi nha. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni, từ chậm tới mau, từ mau tới chậm. Mới đầu vô là phải chậm, phải không? Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hằng ra na ra giờ giam. Tụng xong rồi cái ta bà ha. Mình tu cũng vậy, cho nên cái tiếng mỏ đó đi lên, đi lên, đi lên, lên, lên. Mình tu là phải bộ bộ cao thăng. Mỗi bước của mình nó phải cao tột. Mà không cần phải chứng minh gì hết, tự người ta nhận. Giống như quý vị ăn, xin lỗi đại chúng là mình ăn thức ăn cũng vậy. Mình chỉ cần nếm một miếng thôi, ồ, này thấm rồi đó. Này chưa tới, này lạc, này hơi mặn, cái kia hơi ngọt. Mình nếm thức ăn mình biết hết. Và thậm chí mình nếm thử để mình nói cho người kia biết nó còn thiếu gì. Thở đây cũng thế. Mình tự mình quán chiếu để coi cái ngôn hành của mình nó thiếu cái gì. Cho nên kinh Pháp Hoa gồm 7 quyển, 28 phẩm. Mà đọc trong kinh Pháp Hoa, trước khi mà Đức Phật nói kinh, có 500 người đứng dậy bỏ ra ngoài, Đức Phật không có giữ lại. Tại sao? Tại vì Đức Phật biết các vị này chưa sẵn sàng để nghe cái này, cho nên Ngài không có giữ. Ngài nói bây giờ trong này hột lép không còn, chỉ còn thuần hột chắc. Trong kinh Pháp Hoa 500 người đứng dậy bỏ ra, Đức Phật không giữ lại. Có một hôm Pháp Hoa dạy mấy chú tiểu học, thì trong luật nói là nếu mình ăn cơm thấy một hột thóc thì phải lột cái hột, cái vỏ thóc ra để ăn cái hột gạo bên trong. Trời ơi, con nít ở đây mà nó biết thóc là gì, gạo là gì, mình phải giải thích. Thật sự ra đó, hột thóc cũng là hột gạo, nhưng mà khi nó còn vỏ thì chúng ta gọi là thóc. Lột vỏ rồi chúng ta gọi là gạo. Nấu chín rồi thì chúng ta gọi là cơm. Nó thôi. Mình y hệt như cái hột thóc. Còn vỏ kêu phàm phu, lột vỏ kêu người tu, thành cơm kêu ông Phật. Cho nên Pháp Hòa nói hãy mình còn cái, mình lột chưa rồi cái vỏ đó thì mình là tên đó. Cho nên cái sự tu hành của mình nó là lột xác, chứ không có gì khác hết. Mình biết thai trục, biết lột cái vỏ đó ra ngoài thì tự nhiên mình là Phật. Mới ngày hôm qua phàm phu, mới sáng này phàm phu, chiều nay thành Bồ Tát. Mà mình tu làm sao không biết, từ Bồ Tát xuống làm phàm phu hết. Hồi chưa biết gì hết trơn, dễ thương lắm. Mới đầu mình vô chùa, dạ con không biết gì hết á, con mới tới, có gì quý bác chỉ giùm con. Tới hồi mà biết rồi thì không phải vậy nữa, mà hai này nó đi xuống đây rồi. Hồi lúc đó là nó vậy nè, hồi mới vô nó vậy nè, thấy không? Mà ở thời gian cái bắt đầu nó vậy rồi.
Hồi mới đầu là ai cũng xá, riết nó vậy mà. Nguy hiểm. Thân thường cung cẩn, ngôn thường chí thành. Còn ý của mình thì phải thường nhu thuận. Mình ai cũng có ý kiến hết đó. Nhưng mà cái ý kiến nào mình nói ra thì mình cũng nên biết rằng chưa hẳn là hoàn toàn. Và mình phải nhu thuận với tất cả số lượng chung. Thì như vậy thì tự nhiên nó làm ra một cái đạo tràng chứ gì đó. Thân, khẩu, ý gom lại thành ra đạo tràng. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe cái lời của Bồ Quán Nguyện Bồ Tát Thường Bất Khinh. Thí dụ bây giờ mỗi ngày mình lại Bồ Tát Thường Bất Khinh để mình tu hành Pháp Hoa mà. Bây giờ tu hành Pháp Hoa, ngoài trì kinh Pháp Hoa, quý vị học hạnh này, học hạnh của ông Bồ Tát tên Thường Bất Khinh. Lại Đức Bồ Tát Thường Bất Khinh, chúng con xin học theo hạnh của Bồ Tát, luôn nhìn sâu với con mắt không kỳ thị để thấy được những đức tánh tốt đẹp nơi người khác. Ai người ta cũng có đức tánh tốt đẹp hết mà mình không thấy. Thí dụ như mình ai nhắc tới ta, thôi tôi đừng nói tên nhỏ đó. Đừng nói tới cái ông đó, tôi ngán ông lắm. Dù vậy, mỗi khi gặp ai, ngài cũng luôn xá chào cung kính và khen ngợi rằng: tôi rất kính quý ngài, ngài là một vị Phật tương lai. Chúng con xin học nguyện nhìn sâu vào tự thân để nhận diện những điều tích cực nơi chúng con, để tự chấp nhận và thương yêu được chính mình. Tức là mình nhìn lại mình. Đây là một cái điều rất hay. Thưa đại chúng, quý vị thường nghe chữ ngã mạn đúng không? Nhưng mà trong kinh đó, Phật chia ra mạn đó, nó có ba loại. Nếu mà mình nghĩ mình hơn người khác thì cái đó gọi là thắng mạn. Mạn này là gì? Là khinh thường ngạo mạn đó. Mà mình nghĩ mình hơn người, cái đó gọi là thắng mạn. Còn nếu mình nghĩ mình bằng người, tức là mình không chịu thua. Ví dụ như người ta hơn đó, trời ơi bất quá cỡ tôi cùng. Tức cái đó gọi là đẳng mạn. Đẳng mạn tức là mình luôn luôn nghĩ cái người đó là bằng mình thôi, chứ không có hơn mình được. Mình hơn người đó thì gọi là thắng mạn, mà mình bằng người đó thì gọi là đẳng mạn. Nhưng mà có một cái nữa là gì? Mình tự ti mặc cảm. Tôi không dám đâu, thôi tôi nhỏ bé lắm. Ví dụ như mình nói thôi tôi cúng đâu có bao nhiêu, thôi để tôi ngồi ở dưới. Thí dụ vậy, đó là mình thường tự khinh mình. Cái đó là ti liệt mạng. Ba cái này nó làm chướng ngại đường tu, cho nên không nên có. Dù mình nghĩ mình hơn người, bằng người hay thua người cũng không nên có. Bởi vì ai cũng có cái đức tính. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Thí dụ bây giờ cái chậu này nó cỡ này nè. Nếu mà quý vị muốn đẹp thì cứ kiếm cái chân gì thấp thấp để lên thôi. Chứ nếu mà cao nữa nó cao quá. Cho nên á, thấp nó cũng có cái giá trị của nó. Cao nó cũng có giá trị của cao. Thí dụ như cái người cao nhờ lấy đồ cao được. Mà người thấp cỡ mình nó cũng có giá của cái người thấp. Đi máy bay khỏi cần khơm. Thì hiểu được như vậy. Cho nên cái mình sống, mình không có tự khinh mình mà cũng không coi thường người. Mình phải thấy những điểm tích cực của mình. Chúng con nguyện chỉ tưới tẩm những hạt giống tốt nơi chúng con và nơi những người xung quanh. Ai cũng có hạt giống tốt, nhưng mà tại mình không có thường tưới, mình tưới hạt giống xấu nhiều hơn. Hồi nãy đi trên xe thì mới nói một chị Phật tử mới nói: trời sao ba cái vụ mà nói này nói kia mình nhớ lẹ lắm, mà kinh sách đồ mình nhớ. Chẳng hạn quý vị mà coi phim Việt Nam đó nha, ở trong phim Việt Nam bây giờ nó nói những cái câu bắt dần mình nghe mình dễ thuộc lắm. Đầu to óc như trái nho. Nghe thuộc liền. À câu này hay ạ. Lượm bỏ tủ. Để mai mốt ai mà vậy cái mình nói: trời anh đầu to óc như trái nho.
Rồi cái người nào mà dở quá, không biết suy nghĩ cho nó chờ ở đầu mày tàu hũ không. Trời ơi, khinh thường rồi, đậu hũ dễ sợ. Rồi mình nói bắt dần, nhỏ nó nhí nhảnh như con cá cảnh, buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián. Hỏi thầy có mệt không? Đuối như trái chuối. Mấy cái đó là mình vô ào ào vậy. Mà những cái câu hay, những cái lời kinh, ví dụ mình đi chùa thấy người ta để mấy câu pháp cú, câu kinh vòng vòng chùa, là hoài đâu cũng thuộc. Mà mấy cái đó mình thuộc lẹ lắm. Như vậy là hàng ngày mình tưới cái hạt giống đó nhiều. Giờ đại chúng ai cũng có hạt giống nha. Hạt giống là mình nói theo Phật Pháp là chủng tử đó. Cho nên mình mới kêu mình là Phật tử. Phật tử là gì? Là người có chủng tử làm Phật, chứ không phải thông thường à. Chủng tử là người có hạt giống làm Phật, nhưng mình không tưới cái đó. Mình xưng mình là Phật tử nhưng mà mình không tưới cái giống Phật tử, mình tưới cái giống khác không à. Cho nên mình quy y chi? Quy y để gọi mình là Phật tử, tức là phát triển chủng tử Phật. Còn nếu không thì mình tục tử, phàm phu. Cho nên thưa đại chúng, quý vị đừng có bao giờ chê con cái của mình. Pháp Hòa mới vừa có một cái tin. Pháp Hòa đi đám tang nhiều lắm. Có những đám tang của những em bé 20 tuổi, 21 tuổi. Tại sao? Tự giận chết. Cha mẹ cứ chê không. Thí dụ như nó đi học, nó cũng muốn tốt chứ nó cũng muốn xấu, nhưng mà khả năng nó tới đó thôi, thì cha mẹ về hay chê. Mày không chịu coi cái thằng ở hàng xóm nó học thế này thế kia. Ôi mày mà làm được cái gì, mày hả mà thành được đại học á, tao ngồi xuống cho mày ngồi, tao quỳ xuống cho mày ngồi nói những cái lời vậy. Thì có những em nó thật sự nó làm không được, hoặc là nó buồn cha buồn mẹ, nó tự vẫn nó chết nhiều lắm. Cho nên mình đừng có khinh thường, mình đừng có nói những cái lời tiêu cực. Có một em bé đó, nó không có chịu ăn. Thì Phó Hòa nói là nhiều khi mình hay chê nó. Trời ơi, coi cái thân thể nó ốm nhôm, ốm nhách vậy đó, thế này thế kia, thì tự động nó mặc cảm. Mà thường thường mấy đứa nhỏ nó không chịu ăn, mình nói sao? Con ráng đi con giỏi lắm, con ăn hết muỗng này, mình nói. Cho nên mấy đứa nhỏ mà Phó Hòa đút ăn, Phó Hòa nói vậy nè: con ăn một muỗng cho ba. Rồi nó nhai xong hết cái nói: con ăn muỗng này cho mẹ. Ăn hết gia đình nó, ăn hết trong chùa luôn, hết chén cơm. Mỗi đứa mỗi người muỗng thôi. Ăn muỗng này cho thầy, ăn muỗng này cho cô, ăn muỗng cho mẹ, cho ba, cho chú, cho dì. Gia đình đó, mình nhìn vô chén còn bao nhiêu, mình tự nghĩ ra nó còn bao nhiêu người thân, mình lôi hết ra, cứ người muỗng. Ăn hết chén cơm mình không hay. Đó là cái cách Phó Hòa đút mấy đứa nhỏ ăn cơm. Còn mình kêu ăn hết chén này đi con, trời nó thấy nhiều quá. Cũng giống như ở trong kinh vậy đó. Trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm hóa thành vụ đó, một đoàn người đi mà thấy đường xa quá muốn bỏ về. Có một vị đoàn trưởng nói: quý vị ơi, quý vị sắp tới rồi. Rồi cái biến ra một cái nhà cho các người vô nghỉ. Nghỉ không, nghỉ mệt, khỏe rồi cái nói: bây giờ quý vị khỏe chưa, mình tiếp tục đi nha. Cái nhà hồi tối đây là hóa thành thôi, cái chỗ mình muốn thật sự muốn đi tới còn một đoạn nữa. Trong kinh Pháp Hoa dạy như vậy. Gọi là cái phẩm đó gọi là hóa thành vụ. Hóa thành tức là cái thành do biến hóa để mà ẩn dụ một cái thành đó. Giống như chúng ta vậy. Giống như mấy Phật tử nào mà chưa biết ăn chay đó, cái mình cũng dụ: thôi ráng tháng ngày được không? Ồ ngày đâu có sao, ráng ăn. Ăn quen cái bao tử rồi. Mới đầu nó tôi chắc không có căn tu, sao ăn chay thèm mặn quá, chắc tôi không có duyên với ăn chay, sao ăn đói hoài. Tại vì cái bộ máy xây thịt nè, nó quen rồi, bây giờ bỏ rau vô nó xây xem biết. Nó xây xem biết thì rau cải nó mau tiêu.
Đúng không? Cho nên chùa Pháp Hoa làm đủ món hết đó. Nào tôm kho tàu, nào cá kho tổ gì đó, hóa thành vụ đó. Vụ mấy người chưa quen ăn chay. Nhưng một khi ăn chay mà quen rồi đó thì tương rau cũng được, nhưng mà chưa quen thì phải món này món kia. Đúng không? Rồi cái người mà chưa tụng kinh quen, tụng ngắn thôi nha, tụng một bài chú Đại Bi. Vâng, chú Phật tử chú giỡn, chú nói thầy biết tụng chú Đại Bi, chùa Tăng kêu chú Đại Bi, mà như chùa Pháp Hoa này chùa Ni kêu Thím Đại Bi. Tu riết cái tuệ giác nó xanh vậy. Chùa Tăng kêu chú Đại Bi mà chùa Ni kêu Thím Đại Bi. Thôi cũng được. Thưa đại chúng, là Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh để xác định cho chúng ta có khả năng thành Phật. Có nghĩa là chúng ta ai ai cũng có thể thành Phật, mà thành Phật thì nó dễ thôi. Thân thường cung cẩn. Rồi gì nữa? Ngôn thường chí thành, ý thường nhu thuận. Miệng thân khẩu ý mà kết hợp nhẹ nhàng như vậy. Cho nên tưới điều tích cực nơi chúng con để chấp nhận và thương yêu được chính mình. Pháp Hòa nói chuyện với rất nhiều các em trẻ. Nó nói Pháp Hòa vậy nè: I hate myself. Nó nói vậy đó. I want to kill myself. I don't want to stay longer here. Trước khi Pháp Hòa bay qua đây, khuya rồi mà Pháp Hòa vẫn phải gặp một em lớp 12. Nó chỉ muốn chết thôi. Mình phải tưới tẩm nó. Nó nghĩ nó xấu, nó nghĩ nó không dễ thương, nó nghĩ nó học dở, vân vân. Nhưng mà không có ai xấu hết á. Cho nên người ta thường nói gì nè: ở trên đời này không có ai xấu. Một người đẹp mà biết làm cho mình đẹp thì gọi là công chúa. Còn cái người xấu biết làm cho mình đẹp gọi là công nương. Chúng con nguyện chỉ tưới tẩm những hạt giống tốt nơi chúng con và nơi những người xung quanh. Các thầy, các chú trẻ bây giờ đi tu á, sanh đẻ ở nước ngoài, nói tiếng Việt đâu có rành, phát âm đâu có chuẩn. Ví dụ như mỗi thỉnh chuông mỗi buổi sáng là nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, mà mấy ổng phát âm được nghe tiếng chuông lòng nhẹ buồn. Tâm tiếng lằng hết sầu thương. Mà sáng nào Pháp Hòa cũng nghe riết, cái bữa nào nó không buồn. Pháp Hòa đứa con phải tập phát âm cho đúng. Tụng kinh nhiều khi những cái câu đọc nghe cười chết, nghe toàn là mùi burger, french fries xong. Nhưng mà mình không thể không cho tụng. Nếu cái gì mình cũng dành hết, thường thường người Việt mình hay vậy. Con mà nó vô nó rửa chén, thôi đi chỗ khác, làm hồ bể hết của tôi. Rồi nó mở nước, đi chỗ khác chơi, hao nước quá. Nó làm sao nó biết rửa chén? Tới hồi nó lớn cũng mình. Cho nên ở chùa mấy chú tiểu nhiều khi rửa chén hao nước mà Pháp Hòa cũng phải chịu. Tại vì nếu không cho rửa thì làm sao biết rửa? Cho nên nó quét nhà không sạch, một lát mình quét lại cũng được, nhưng mà phải để nó làm. Nó mới biết cầm cái chổi ra làm sao. Giặt quần áo không sạch, nó biết không sẽ biết, mà mình phải để làm riết nó mới được. Cũng giống mình thôi. Thí dụ như bây giờ cái chú đó tụng kinh dở quá, mình nói thôi ông tụng dở quá để tôi tụng, thì đời nào ông biết tụng kinh. Cho nên lâu lâu Pháp Hòa nói thầy bận, nhưng mà thật sự không có bận gì hết á. Ở trong phòng, ở nhà tổ nghe mấy chú tụng, rồi chỗ nào sai mình sửa. Nghe tiếng chuông, tiếng mõ thỉnh trật nhịp, lát mình chỉnh. Nhưng phải cho tụng. Thì bây giờ á, ai cũng có cái hạt giống tốt. Những tư tưởng, lời nói và hành động của chúng con sẽ có khả năng gây thêm niềm tự tin và chấp nhận nơi chính chúng con, nơi con cháu chúng con và nơi tất cả mọi người. Chúng con xin tập nhìn sâu với con mắt không kỳ thị, để thấy niềm vui và sự thành công của người
là niềm vui và sự thành công của chính mình. Đa số thì mình không có thích cái sự thành công của người khác. Cho nên cái cách mà Bồ Tát Thường Bất Khinh Tu á, là thấy người khác thành công thì mình phải vui mừng. Cái hạnh đó là hạnh gì của Phổ Hiền dạy chúng ta? Hạnh tùy hỷ. Thí dụ bây giờ mình làm cái đó không được, mình thấy người khác làm được, mình nên sanh tâm hoan hỷ. Cái đó cũng cái phước. Cái đó cũng là cái phước. Đừng có ganh tị. Tại vì thí dụ thôi, mình đã nghèo cái vật chất rồi mà mình còn ganh tị là mình nghèo luôn cả tâm hồn, nghèo luôn cả tâm tổ. Cho nên mình nghèo tiền của, nhưng đừng buồn, đừng có ganh tị với người giàu hơn. Rồi mình chính mình không ganh tị, cho nên cái tâm mình tốt thì cái người giàu đó thương. Có một cái ông đó, ông ở một cái xóm nghèo, một mình đóng nghèo thôi, cả xóm giàu. Thì người khác tới nói: trời ơi, tôi rất là tiếc cho anh, anh nghèo nhất trong xóm này. Anh nói: không, anh nói vậy là sai. Thật sự tôi là người hạnh phúc nhất, bởi vì chính tôi nghèo cho nên tôi không có gì để giữ, cho nên tôi thoải mái lắm. Thấy không? Mà bây giờ không lẽ 50 người trong xóm này không được, không nuôi tôi được ngày hai bữa cơm sao? Cho nên tôi để cho mấy vị này cứ giàu, tôi cứ nghèo, để ngày nào tôi có ăn, có mặc, tôi khỏe ru và rụ. Tôi không có khám, không có gánh tỉ. Chúng con xin tập nhìn sâu với con mắt không kỳ thị. Chúng con nguyện tập hành xử và nói năng với đức khiêm cung và niềm cung kính. Chữ khiêm là khiêm hạ, chữ cung là cung kính, chứ gọi là khiêm cung và cung kính. Cho nên đạo Phật mình mỗi lần gặp nhau là chắp tay xá. Nguyện học hạnh ái ngữ để giúp những ai có tự ti mặc cảm thấy được rằng họ cũng là những mầu nhiệm của vũ trụ. Thường Bất Khinh làm vậy đó. Ông không có khinh ai hết. Và thông thường á, chúng ta hay có một cái tánh là khinh thường hơn là trọng thị. Chữ trọng là nặng, chữ thị là nhìn. Mình coi mọi người có kilo. Thường thường mình nói: tôi coi anh không ra kilo nào hết, đừng nói chuyện với tôi. Đâu, mà mình nhìn người mà mình người có kilo là mình biết. Ngược lại với trọng thị là khinh thường. À, khinh thị. Cho nên người nào cũng có kilo. Chúng con biết chỉ có khi nào chúng con vượt thoát được biên giới của ngã chấp thì chúng con mới phá bỏ được mặc cảm hơn người, thua người và bằng người. Thường thường ở trong nhà Phật chúng ta nói có hai thứ chấp. Một là ngã chấp, là chấp mình. Hai là pháp chấp. Ví dụ, tôi là giỏi, những gì tôi biết là đúng. Cái những gì tôi biết là đúng là pháp chấp. Chấp vào cái pháp mình biết. Còn chấp mình giỏi tức là ngã chấp. Mà bây giờ mình kiểm coi con người mình có hai cái đó không? Có. Bây giờ mình muốn đốn cái hai cái đó mình làm sao? Mình muốn chuyển hóa hai cái đó sao? Trên mỗi ngày mình phải lạy Phật. Bây giờ đại chúng tập, bất cứ mình tới nhà của ai, mình là một Phật tử tới nhà nhau, thì sau cái lời chào hỏi nhau rồi đó, cái việc kế tiếp mình đến là đến cái bàn Phật của cái gia đình đó, mình xá bàn Phật. Xá bàn Phật của gia đình đó. Mình tập cho thành một cái thói quen vậy. Cái đó là mình gieo trồng thiện căn. Cho nên mình gặp một vị tăng đi đường, đi bên đường mà mình không có biết, thay sư tăng Thái, tăng Miên gì đó, cứ chấp tay xá, kết duyên, kết cái thiện duyên với vị tăng đó. Đạt đến tự do hạnh phúc chân thật. Chứ Kinh Pháp Hoa xác định một cái thông điệp mà trong Kinh Pháp Hoa muốn gửi chúng ta là ai cũng có khả năng thành Phật. Và mình học được cái hạnh của Thường Bất Khinh, một hành giả Pháp Hoa, là thân thường cung cẩn, ngôn thường chí thành, ý thường nhu thuận, và điều thứ tư là thiện quyền phương tiện. Trong Kinh Pháp Hoa kể, khi vị Bồ Tát Thường Bất Khinh sắp mất, ở trong không trung
nghe tiếng của một vị Phật tên là Oai Âm Vương nói kinh Pháp Hoa. Bởi vì Phật Oai Âm Vương là tượng trưng cho quá khứ. Ủa mà tại sao bây giờ quá khứ mà lại được, mà vị này bây giờ đang sống trong thời hiện tại mà lại được nghe kinh Pháp Hoa? Vậy thì kinh Pháp Hoa là gì? Là Phật tánh, là giác ngộ. Mà nếu mà đã là giác ngộ, là Phật tánh, thì có sanh, có tử, có diệt, có mất gì không? Không. Cho nên quá khứ Phật nói cái đó hiện tại cho mình nghe. Mà chính cái bất sanh bất diệt đó ai cũng có, tức là cái Phật tánh của mình, tức là cái giác ngộ nơi mình. Cho nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa học bốn điều: thân thường cung cẩn, ngôn thường chí thành, ý thường nhu thuận, thiện quyền phương tiện. Thiện là khéo. Thiện quyền tức là những việc lành mà chúng ta làm khéo léo để làm phương tiện độ người. Sau khi mà mình thân khẩu ý mà mình kết hợp được với đạo lý của Pháp Hoa rồi đó, mình trở thành ra phương tiện độ người. Lúc đó mình nhìn cái gì cũng là Pháp Hoa hết. Nó có một cái bài thơ: sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Trời ơi, mình nói trời sao tu mà nói chuyện nghe mùi quá. Thưa, cái chữ em đó không phải là em gái nào. Em đây là chính là cái pháp thân màu nhiệm của mình. Pháp Hòa ví dụ như hồi xưa tới giờ, mình ăn uống mình hay chê khen. Bây giờ mình ăn uống, mà ăn uống của đạo lý Pháp Hoa là có ăn là mừng rồi, bỏ được cái tật khen chê thì mình sống được với cái hiện tại. Cái hiện tại là thí dụ như nói trời ơi cái này lạc nhách à, cái bữa hôm qua nó ngon hơn. Bữa hôm qua đã qua rồi, bữa nay hiện tại là hơi mặn. Mà nếu mà nó mặn thì mình thêm thắt vị chút, hễ mặn lạc thì mình thêm chút muối nước tương, mà mặn thì mình thêm miếng chanh hay là thêm miếng nước. Tức là mình sống được với cái hiện tại mà không có so đo. Có nhiều khi người ta muốn biết được là mặn lạc mà cái lưỡi người ta chết ngắt, người ta không biết được nữa. Còn mình bây giờ biết mặn lạc là phải biết là cái vị đó nó như vậy. Sáng hôm nay tới đây, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Mà cái bóng hình đó là tượng trưng cho cái pháp thân sáng suốt của mình. Bây giờ tôi hiểu ra rồi thì tôi thấy một điều: bàn tay gió dáng vẫy gọi một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết Pháp Hoa kinh. Tôi có được con mắt nhìn của Pháp Hoa rồi, tôi thấy người nào cũng đều là những người thiện tri thức hết. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói Bồ Tát thường bất khinh đó, bị người ta lấy đá chọi, lấy cây đánh, lấy cà chua, lấy trứng thối chọi liền. Và cuối cùng vị này đắc được lục căn thanh tịnh, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mắt, tai, mũi, miệng thanh tịnh hết. Bây giờ quý vị kiểm coi, có phải là cái người mà làm hồi xưa á, mình nhìn người đó mình ghét, mình thấy bây giờ nhìn ồ người này cũng là thiện tri thức, giúp cho tôi nhãn căn thanh tịnh. Người kia nói tôi nghe khó nghe lắm mà bây giờ tôi nghe được rồi, nhĩ căn thanh tịnh. Hồi đó tôi gặp cái người đó là tôi phải nói cái gì đó, bây giờ tôi không nói nữa. Lại là cái gì? Tỷ thiệt căn thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Chứ đó là cái quả. Cho nên khi nào mình tu chứng được Pháp Hoa thì mình có được cái quả là sáu căn thanh tịnh. Bàn tay gió dáng vẫy gọi một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, ngọn lá nào, hạt sỏi nào cũng thuyết Pháp Hoa kinh. Bây giờ mình thấy mình đi đường, hoa cỏ gì mình cũng thấy đang nói kinh.
Có những lúc tiếng lá rơi xuống nghe rất hay, gió thổi nghe hay. Bồ Tát mà thành tựu được như vậy thì đầy đủ phương tiện độ người. Rồi thì hôm nay trong cái buổi gặp đại chúng ở tại đạo tràng chùa Pháp Hoa, thì Pháp Hòa nói cái đạo lý mà một hạnh đẹp ở trong kinh Pháp Hoa, đó là hạnh không khinh ai. Bây giờ muốn đừng khinh ai, muốn đạt được cái chỗ đó thì mình làm bốn điều: thân thường cung cận. Thí dụ quý vị đến chùa, quý vị ngồi xong cái tọa cụ rồi, mình đứng dậy mình cất cái tọa cụ vô cho ngay ngắn. Mình uống nước nhớ uống cho hết, đừng có phân nửa rồi bỏ. Có nhiều khi xong một buổi lễ chùa đi gom nước chai, chút đầy chùa hết, dép dài ngổn ngang hết, chén dĩa tùm lum hết. Bây giờ mình hành xử làm sao? Mình biết ở nhà mình sạch gọn như thế nào, mình đến chỗ công cộng mình cũng làm y như vậy. Mình đừng có nghĩ là chỗ đó có người service. Thậm chí mình đi ăn nhà hàng, dù cho người bồi bàn đó mình có quyền kêu họ, nhưng cái gì mình du di được hãy du di, cái gì mình có thể tự lấy được nên lấy, đừng có khinh thường nghĩ rằng họ là người service cho mình. Cái đó gọi là thân thường cung cẩn, mà phước nó sanh từ những cái nhỏ đó. Cho nên nhiều khi cái phước của mình, cái thiện căn của mình nó có, cái phước đức mình nó bàn bạc, mà quan trọng mình có thấy được cái duyên nó đến để mình tiếp nhận nó không. Cho nên thiện căn phước đức nhân duyên. Pháp Hòa mới nói cái bài đó ở thành phố Garland: thân thường cung cẩn, ngôn thường chí thành. Mình nói cái gì với ai, mình tập nói cho nó cẩn trọng. Thí dụ như quý sư cô thì mình cũng dùng cái từ gọi cho đàng hoàng. Hay quý thầy thì là bác kia, thí dụ vậy. Tức là mình ngôn từ của mình chuẩn mực. Khi mình đầy đủ được cái đó thì mình có được cái phương tiện độ người. Quý vị thấy nhiều khi mình chỉ cần một tiếng chuông mình vang lên, tự nhiên nó làm cho người ta lắng lòng xuống. Nếu tiếng chuông đó được thỉnh từ một người tâm đang an tịnh, còn nếu mà tiếng chuông thỉnh từ một người đang nóng giận, quý vị nghe quý vị cũng biết nó làm cái beng. Cái tiếng nó không ngân mà nó chát. Hồi nhỏ Hòa đi tu, Pháp Hòa cũng có nhiều cái chướng đó. Tại vì Pháp Hòa nghĩ Hòa đúng, mà mình nghĩ mình đúng cho nên là ai mà làm trật một cái gì là mình bực bội, mình biểu lộ cái bực bội của mình ra. Vì mình nghĩ mình là đúng, cho nên mình biết rằng cái lý mình đúng là không ai cãi gì được hết. Tới hồi bây giờ mình càng tu, càng ngày mình cuộc đời nó nhồi, nó đập, nó đá, nó đủ thứ, cái tự nhiên con người mình sao nó gò lại. Hồi xưa mình nghĩ mình là khúc gỗ trầm, chính mình là khúc gỗ trầm, cho nên người ta đi ngang, người ta đục, người ta đẻo, người ta khoét riết cho nó ra ông Phật. Nếu mình không tu thì mãi mãi là khúc gỗ. Còn nếu mình có tu thì người ta đẻo, người ta đục, người ta bào, người ta khoét, làm riết cho nó ra cái tượng Phật. Cho quý vị nhìn kỹ mấy cái tượng Phật gỗ, từ một khúc gỗ mà ra hình Phật. Mà hễ để đó là mãi là khúc gỗ, mà đẻo gọt rồi thì gọi Phật. Vậy thôi. Cho nên mình chưa có đọt đẻo gì hết thì mình là phàm phu. Mình được mài dũa chùi rửa rồi thì mình là Phật. Cho quy y Phật để làm Phật tử. Giờ tại sao phải quy y? Tôi ăn hiền ở lành rồi, tại sao tôi phải quy y? Không, ăn hiền ở lành chưa, phải vô sát, vô có cái lễ. Cho nên khi mình giữ giới rồi á, là mình biểu lộ được cái tâm từ bi của mình. Cho Phật tử quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, Tam Bảo. Lúc nào quỳ xuống lại Phật cũng lại ba lại: lại Phật,
lại pháp, lại tăng. Cho nên đó, lời nói của mình cũng là thiện quyền phương tiện. Hành động đẹp của mình cũng là thiện quyền phương tiện. Đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, bốn điều thôi. Thân thường cung cẩn, ngôn thường chí thành, ý thường nhu thuận, thiện quyền phương tiện. Bốn cái này mà nếu chúng ta thực hiện, đâu có ai bắt mình phải làm giỏi. Nhưng nếu chúng ta muốn tu thì đây là pháp tu. Mình cứ nói là mình muốn tu mà, thì pháp tu của mình là gì? Là mấy cái này. Mà khi mà thành một hành giả rồi á, thì sao? Quý vị cứ để ý đi, nếu mà làm được cái này á, thì hoa sen nó nở, nhân quả đồng thời, không cần phải chờ tới bao lâu hết. Tự nhiên những cái hành động lời nói của mình nó tốt thì nó biểu lộ ra và người ta thấy rõ cái sắc tướng mình nó đổi. Thí dụ mình thấy người kia tháng trước nó thấy bệnh, thấy khổ lắm, mà người đó hiểu ra rồi, giải tỏa được rồi, tươi nhuận lại liền. Quý vị để ý trong bản thân mình cũng vậy. Lúc mình rầu người mình thấy xuống sắc lắm. Lúc mình vui, khỏe, thoải mái, nhìn người mình nó khác. Có phải vậy không? Thì cũng như thế. Cái tu là chúng ta huân dưỡng cái chất Phật vô trong người của mình. Và khi thân tâm mình mỗi ngày được tưới rồi thì thân tâm mình tươi nhuận. Cho quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm mỗi ngày mình học cái này. Có anh em vừa rồi nó lên nó gặp Pháp Hòa, nó nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới đùa và nói vậy nè: khi mà mình làm việc gì á, mình cũng phải nhớ nhìn lại những cái hành động của mình. Từ cái lúc chút mà không giải quyết á, thì nó hư cái lớn. Nên bị gì em nó than, nó có cái tánh là hay bỏ việc nửa chừng, làm cái gì rồi bỏ nửa chừng. Thì Pháp Hòa mới bày cho em như thế này. Thí dụ em đang ăn cơm, còn đâu chừng hai muỗng cơm nữa xong rồi, bạn gọi tới nhờ cái gì đó, bỏ hai muỗng cơm đi lo. Cũng không sao, cái việc này nó không chết chóc ai, nhưng mà nó thành một cái thói quen. Nghiệp là do mình huấn tập. Cái gì mình làm mỗi ngày riết nó thành cái tật. Có nhiều người ăn cơm bữa nào phải bỏ mướn miếng, nó thành cái tật rồi, cái nghiệp rồi. Có nhiều khi mình ăn cơm á, đưa lấy cái đũa và cơm vô cái gõ miệng chén beng beng, riết nó quen. À, rồi hễ mà ăn cái gì phải khen, phải chê chút mới được, chứ còn không có khen được. Cái gì nó cũng do nghiệp hết. Thì Pháp Hòa mới nói em cứ tập vậy đi. Nếu mình vừa đứng dậy mình đi nhớ trực, trời còn có hai muỗng cơm ăn cho hết. Cứ lúc nào mà giật mình thì phải quay trở lại, thấy giật mình là quay trở lại. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này: con người mình á, như nãy Hòa nói, mỗi ngày làm hai việc, mà đa số là ai cũng nói mở mắt chào đời, mà hễ mà xuôi tai thì nhắm mắt, hai việc đó thôi. Khi mỗi ngày mình mở mắt để mình thấy đời, thấy tất cả, để mình chào mọi người bằng cái tâm cung kính của mình, và khi mình hiểu biết tất cả rồi thì lúc mình mất á, không có gì phiền muộn nữa, xuôi tai. Nhắm mắt thì xuôi tai, mà mở mắt thì chào đời. Cho nên nhớ nhắc mình nha, sáng nào ngủ dậy, chà, hôm nay mình được mở mắt chào đời. Chào làm sao? Cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Đó, mở mắt chào đời. Rồi khi mà mình xuôi tay nhắm mắt á, đâu cần đợi chết mới xuôi tay nhắm mắt, tối nào cũng xuôi tay nhắm mắt hết. Sáng nào cũng mở mắt chào đời. Cho nên lúc khi mình bệnh đó là cầu Phật dược sư, khi mình chết thì cầu ai? Phải Di Đà, dược sư là ở phương Đông, chỗ mặt trời mọc. Di Đà là phương Tây, chỗ mặt trời lặn. Một ngày chúng ta có hai phương hướng để mặt trời mọc và lặn, Đông và Tây. Cũng như thế,
Mỗi ngày chúng ta sống bằng chất liệu của dược sư, mà khi trở về với chính chúng ta là trở về với bản tánh thanh tịnh. Cho nên niệm Phật Di Đà là vậy đó. Trở về buổi chiều, trở về với sự thanh tịnh. Buổi sáng là phải sống bằng chất liệu của dược sư, lấy thuốc để mà đem cứu chữa cho tất cả mọi người, bằng ngôn hạnh, bằng hành động, bằng lời nói, bằng ý nghĩ của mình. Mà ngôn hạnh, ý lời nói của mình, hành động của mình là thuốc chứ gì đâu. Có nhiều khi á, mình nói một lời nói mà người ta đau khổ triền miên hơn một viên thuốc độc. Có nhiều khi một lời nói an ủi của mình mà người ta hết khổ được vui. Cho nên quý vị thấy không? Mình đâu cần phải tạo ra bùn nữa mà biết sử dụng bùn. Cuộc đời đã nhiều rối rắm, chúng ta không cần tạo thêm rối rắm nữa. Cái quan trọng là chúng ta biết ngồi xuống lắng lòng để mở cái rối rắm đó. Mà đa số là tạo thêm chứ không có chịu mở. Hễ cái nào mà rối nùi cái dục bên tạo khác. Hễ cục nào mà rối nùi dục qua bên tạo khác. Mình cho nên riết rồi tâm hồn của mình cả một cái rối nùi, nhà của mình cả một rối nùi mà mình không có gỡ xuống. Cho nên mỗi ngày ngồi xuống, khi mà mình thiền á, chữ thiền là gì? Là mình biết dừng lại. Dừng lại để nhìn mình là kêu thiền chứ gì đâu. Cho nên tu thiền không có khó. Ai biết dừng lại và nhìn lại chính bản thân mình thì người đó tu thiền. Và tự người đó phát quang: trời ơi, lời nói của mình nãy nghe kỳ ghê đó, giờ đã sáng rồi đó. Hồi nãy nói kỳ đó, biết rồi đó, có tu thiền rồi đó. Có anh em Phật tử vừa rồi ở trên Texas, Pháp Hòa đi giảng, đi khóa tu, thì hay tin bà nội mất, thì Pháp Hòa lên tụng kinh cho em. Em về em viết cho Pháp Hòa một cái email liền, trong đó cảm ơn, xong cuối cùng: thầy ơi, con xin lỗi thầy, bởi vì đáng lý ra khi thầy đến con phải bước xuống xe, con mở cửa cho thầy xuống, nhưng con nhìn qua cửa bên kia con thấy có đứa nhỏ cháu của con mừng quá, con quên thầy, con chạy tới con ẵm đứa nhỏ mà con để cho thầy tự mở cửa rồi thầy tự đi vô nhà hoàng. Con về con nhớ lại cái hành động của con hối hận vô cùng. Thật sự ra Pháp Hòa chả buồn chả giận gì luôn, mình không để tâm mấy chuyện đó, nhưng mà Pháp Hòa cũng mừng là em này đã có một chút lắng lại để thấy cái sơ sót của mình đối với người lớn. Mặc dù mình biết tâm mình không có buồn giận gì em, nhưng mà mình mừng là em nó có tu. Nó có tu cho nó mới thấy được cái hành động, mặc dù mình không trách nó, nhưng mà nó tự thân nó thấy cái sơ ý của mình. Quý vị thấy điều đó ha. Cho nên chỉ cần mỗi người trong chúng ta, mỗi ngày chúng ta ý thức sống một chút vậy thôi, nhà mình yên tĩnh, tâm hồn mình an tĩnh. Nhiều khi Pháp Hòa lo bận khách, có chuyện gì đó mà người ta chào mình mà mình không chào lại được, khó chịu lắm. Lát nữa gặp cái vị đó phải làm sao cho người ta hiểu là mình không có cái tâm như vậy. Nhiều khi người ta buồn mình không biết, nhưng mà chính người ta buồn mình như vậy, mình tổn giảm cái phước. Mà thưa đại chúng, phước khó kiếm mà dễ mất. Cho nên mình bây giờ là tu bòn tu mót, phải thường. Quý vị thấy không? Ngoài đường sỏi đá nhiều hơn hột xoàn kim cương. Cho nên mỗi ngày mà không khéo thì mình biến bồ đề thành phiền não, mà thay vì mình biến phiền não thành bồ đề. Tu chập rồi trong bồ đề mà sanh phiền não hết. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời thưa với đại chúng cách tu của kinh Pháp Hoa. Thì hôm nay mình đi chùa Pháp Hoa, thôi mỗi lần mình bước vô cổng chùa Pháp Hoa, nhớ mình là một hoa sen ở trong bùn mà vượt bùn, ở trong lò lửa mà biến thành sen hồng. Ai nhớ câu đó không? Hỏa diễm hóa hồng liên, ở trong lò lửa mà biến thành sen hồng. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Thanh lương là trong sạch, địa là đất. Tự nhiên đất này không phải đất ngoài này nha. Trời ơi, dơ vậy mà kêu thanh lương cái gì?
Dạ thưa không, thanh lương địa ở đây nè. Địa là đất, mà đất này là đất, đất tâm. Người kia nói những lời khó nghe lắm, nhưng mà đất tâm mình thanh tịnh thì biến thành thanh lương địa. Quý vị nhớ câu niệm đó không? Cái bài tụng mỗi lần mình tụng kinh mình hay tụng: dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên. Dương chi là nhành dương, tịnh thủy là nước sạch. Quan Âm Bồ Tát cầm nhành dương nhúng vô bình nước, rải một rải ra 3000 thế giới thấm nhuần hết. Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, tánh không tám đức lợi nhân thiên. Tánh không bát đức lợi nhân thiên. Pháp giới quảng tăng viên, cái pháp giới này sáng thêm, rộng thêm. Chỗ này bây giờ không có chật nữa. Có nhiều khi mình ở cái nhà thiệt bự mà bực bội nhau quá, sao thấy chật chội quá, đi đâu cũng đụng hoài. Còn nếu mà mình thương yêu nhau rồi là mình thấy sao? Vui vẻ. Cho nên thường thường mà giận nhau hay hét lắm, chứ đâu có nói ngọt được. Trời là trời, la làng lên cái đó thôi. Tuy gần mà xa, tưởng người kia nghe không rõ, la làng lên không. Nó tuy gần mà xa đó. Lúc mà giận lên thì tuy gần mà xa, tại vì la không mà chứ không có nói. Thường thường là xa mới la làng lên cho ta nghe chứ, còn giờ sao sát bên mà la sụm. Pháp giới quảng tăng viên, pháp giới này bây giờ nó sáng rộng thêm. Diệt tội tiêu khiên, diệt hết cái tội, nhẹ mọi cái oan khi. Trong biển lửa hóa sen hồng, hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát. Thì cái câu đó, cái sâu sắc nghĩa lý là làm cho cái tâm địa của mình được thanh tịnh.